Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Linh Mã Hùng Phong, tác giả Tuyết Nhạc, diễn giả đọc Chương Vũ. Dân Trung Thánh lúc này buông tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói tiếp: Sở dĩ lão ồ thành danh trên giang hồ, được mọi người trọng vọng là nhờ có võ công mà tiên sư truyền thụ cho. Ngài tiên sư thành đạo đã dặn báo lão ô phải thận trọng chọn truyền nhân, chẳng những đảm lược và khí độ hơn người mà còn phải có tuệ căn thâm hậu, bẩm phú đặc vị thì mới có thể lập thành truyền nhân hậu thế. Dân Long bất giác thoáng rung động cõi lòng. Quân Trung Thánh nói tiếp: Điều này nói ra thì rất dễ, nhưng thực hiện lại hết sức là khó khăn. Bởi trong biển người mênh mông, muốn tìm được một người đủ tiêu chuẩn như tiên sư đòi hỏi, quả thật là khó hơn lên trời. Do đó suốt mấy mươi năm qua, lão ô tuy đã tìm khắp nơi sông Trung Quy vẫn chưa có tìm được người thích hợp. Dân Long lạnh lùng nói: Giờ thì sao? Tiền bối đã tìm được rồi ư? Quân Trung Thánh nặng nề gật đầu nói: Không sai, bởi muốn thu thập người này làm đồ đệ nên lão đã gặp rất nhiều rắc rối, do đó mới đến đây xin tiền sư chỉ bảo. Ơi, giờ thì... Vẻ đắc ý đảo tròn mắt rồi nói tiếp: Đối với sự lựa chọn của lão ồ, tiền sư hết sức tán đồng, bảo lão cứ tiến hành theo kế hoạch. Dân Long châu mày nói: Người được quân lão hiệp lựa chọn thật là phúc đức, nhưng mà quân lão hiệp đến đây tế mộ thỉnh thị trước, người kia há chẳng bỏ đi mất đi rồi sao? Quân Trung Thánh bật cười. Trong vòng trăm dặm lão ô có thể bắt y trở về như dễ như trở bàn tay thôi. Dân Long cười to. Quân lão hiệp tự tin quá. Cứ cho quân lão hiệp có thể bắt y trở lại, nhưng nếu y kiên quyết không chịu thì sao? Quân Trung Thánh ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, y cười nói: Lão ồ tự có cách khiến cho y phải phục tùng. Dân Long buông tiếng cười khải, rồi đứng lên nói: Giảng bối không làm phiền nữa, xin cáo từ. Đoạn quay người sải bước bỏ đi, nhưng Quân Trung Thánh đã như một chiếc bóng u linh, lướt tới đứng cản trước mặt của chàng. Dân Long cười khải nói: Đuôi chồn sớm muộn gì thì cũng có lúc phải lộ ra. Giờ thì tôn giá thừa nhận mình là chủ nhân quyết bia rồi chứ. Có lẽ lệnh tiên sư Đoan Mộc Quang chính là người đầu tiên sáng lập ra quyết bia, có phải không? Quân Trung Thánh cười. Dần tráng sĩ cần cứ vào đâu? Dần Long cười khải nói. Quang có nghĩa là quyết. Chính nhờ đó mà dân mẫu có thể hiểu ra. Quân Trung Thánh cười gượng. Khá lắm. Lão ô sở dĩ để ý đến tráng sĩ chính là ở bộ óc thông tuệ đó. Thử nghĩ xem, cõi đời mênh mông biết bao nhiêu người đã suy đoán chủ nhân quyết bia là ai, nhưng chẳng một ai nghĩ đến lão ô, chỉ có tráng sĩ thôi. Dân Long gằn giọng nói. Vậy là tôn giá đã thừa nhận. Quân Trung Thánh nghiêm giọng. Ngoài tráng sĩ ra không còn có kẻ thứ ba biết được thần phận của lão ô. Dân Long cười to. Nhân dân mẫu sẽ lập tức công bố với thiên hạ, hiệu triệu những người trung nghĩa thật sự chung sức diệt trừ tôn giá. Quân Trung Thánh thản nhiên. Người không có cơ hội ấy nữa đâu. Dân Long phá lên cười. Vậy là tôn giá đã đánh giá quá thấp võ công của Kim Bích Cung rồi. Kim Bích Cung thề không đổi trời chung với quyết biệt. Kể từ nay, chúng ta là hai kẻ tử thù, nhất định phải có kẻ còn người mất. Quân Trung Thánh lắc đầu cười. Trái ngược hẳn thì từ nay hai ta sẽ trở thành sư đồ. Ngươi sẽ là kẻ thống trị đời thứ ba của quyết bia. Cả võ lâm giang hồ đều sẽ nằm trong tay của ngươi. Còn Kim Bích Cung thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Bởi truyền nhân đã thất tôn và cái tổ chức chính nghĩa môn nằm đối kháng với quyết bìa trên thành dương lãnh thì càng không phải nói nữa rồi. Dân Long nghiến răng càng kẹt, chàng căm hận nói. Quân Trung Thánh,
Vụ án Kim Bích cùng khi xưa tội lỗi là do ở lão sư phụ chết tiệt của Tôn Giác. Nhưng ba đời nhà họ Vân đổ máu với chính nghĩa nhai là do kiệt tác của Tôn Giác. Quyết hải thâm thù hai đời của Vân Mổ phải đòi lại trên người của Tôn Giác đó. Quân Trung Thánh ung dung cười. Quyết thâm thù sâu đến mấy cũng có cách quá giải. Kẻ thước thời mới là trang tuấn kiệt. Giả lại vụ quyết án xảy ra dưới chính nghĩa nhài lỗi không phải nơi lão ồ. Dân Long gằn giọng quát. Lỗi không phải do lão, vậy chứ ai gây ra? Quân Trung Thánh thản nhiên cười. Nghiêm túc mà nói, đó chỉ là hành động của chính nghĩa đoàn. Dân Long quát to. Chính nghĩa đoàn là do chính lão khống chế điều khiển. Chả lẽ đổ lỗi cho người khác được hay sao? Dân Trung Thánh vẫn thản nhiên. Lão ô là bậc tôn chủ của quyết bìa khống chế toàn bộ gió lâm giang hồ. Dẫu có giết lầm người thì cũng đâu phải là không thể đền bù được. Không chờ cho quân Trung Thánh dứt lời, chỉ nghe choang một tiếng, Dân Long đã tuốt trích quyết kiếm ra khỏi vỏ. Quân Trung Thánh vẫn bình thản cười nói. Ngươi định làm gì vậy? Dân Long rắn giọng. Lão hiểu rất rõ, hôm nay giữa hai tay nhất định là phải có kẻ còn người mất. Quân Trung Thánh lắc đầu cười. Lão ô là chủ nhân quyết bìa, sự sống chết liên quan đến cả võ lâm giang hồ, tuyệt đối không thể nào chết được. Còn như ngươi, tương lai sẽ là chủ nhân của quyết bìa đời thứ ba, cũng không thể nào chết được. Dân Long nghiến răng cười. Đó chỉ là mơ tưởng, tuyệt đối không có khả năng thành công. Trừ phi lão đã thần kinh bị thất thường rồi, không thì không bao giờ có ý nghĩ quái gở đến như vậy. Quân Trung Thánh giọng nghiêm chỉnh nói. Lão ồ cũng giống như tiền sư, đã quy định điều gì mà không đạt được chẳng bao giờ chịu thôi. Hơn nữa, nhìn thẳng vào mặt của Dân Long, y cười rồi nói tiếp. Tác phong của lão ồ xưa nay là để đạt được mục đích, chẳng có bất kỳ mọi thủ đoạn nào mà không dám làm. Dân Long dung tài, một chiều trích quyết xiên thiền, trường kiếm phóng ra nhanh như chớp. Trong đêm tối chỉ thấy một luồng sáng bạc lóe lên hệt như là tia chớp. Quân Trung Thánh như vẫn đứng yên tại chỗ, lại như lách tránh cực nhanh. Trích quyết kiếm lần đầu tiên bị mất tác dụng, Quân Trung Thánh chẳng suy xuyển một chút nào cả. Dân Long cười gian. Khá lắm, thảo nào lão đã có thể khống chế cả võ lâm giang hồ. Dân Long này lần đầu tiên đã gặp đối thủ rồi. Quân Trung Thánh cười nhạt. Đâu chỉ là gặp đối thủ, nếu lão ô mà không nghe theo sự chỉ bảo của tiền sư chọn ngươi làm chủ nhân quyết bia đời thứ ba, e rằng ngươi đã tán mạng từ lâu rồi. Dân Long quát to. Cứ kể như là Dân Mổ không tự lượng sức mình đi. Muốn lãnh giáo cao chiều của Tam Hoàng Sáu Nhật, hãy mau tuốt binh khí ra. Quân Trung Thánh cười to. Xem chừng nếu lão không trị ngươi dài chiêu, thẳng không sao khiến ngươi phục được, có phải không? Đoạn chậm chậm đưa tay phải xuống ba chiếc vòng vàng. Dân Lòng chú mắt nhìn, ba chiếc vòng vàng ấy chỉ nhỏ bằng cái miệng bát, được nối liền với nhau bởi một sợi dây rất mảnh, hệt như là đồ chơi của trẻ con vậy. Chẳng thấy có công dụng gì cả, song chàng hiểu rất rõ đã là binh khí thành danh của Quân Trung Thánh, tất nhiên là nó có một hiệu dụng khôn cùng, nên cũng chẳng có dám khinh thường. Quân Trung Thánh cười nhạt nói. Kim Bích cùng chủ tung hoành thiên hạ, hẳn là ngươi đã hết chân truyền của Triển Kiếm Đồng rồi. Ngươi cứ việc thì triển hết công phu trích quyết kiếm ra đi. Dân Long cười khải rồi dục quát to. Hãy chú ý. Liền thì trường kiếm thi triển chiều dạng điểm quyết ảnh. Những thấy ánh bạc loang loáng, quyết ảnh đầy trời uy thế lan rộng đến những hai trường, nhằm đỉnh đầu của Quân Trung Thánh mà phủ chụp xuống. Quân Trung Thánh liền dung động ba chiếc vòng vàng ở trong tay, lập tức ánh vàng tỏa rộng. Sau vài tiếng binh khí chạm nhau, trích quyết kiếm đã bị hất bạc ra. Dân Lòng cả kinh, vừa định biến chiêu công tiếp, bỗng thấy ánh vàng tỏa rộng hơn cả trường, như một chiếc vòng khổng lồ sai tích và đè ập xuống, đồng thời phát ra tiếng vàng chói lọi rất ghê rợn. Dân Lòng kinh hoàng thất sắc,
Trích Quyết kiếm vội quét ngang ra, kiếm dòng chạm nhau chát chúa. Dần Lòng cảm thấy cổ tay phải chấn động mạnh. Chẳng hiểu sao Trích Quyết kiếm lại bị kim hoàng kích bài giúp đi, cắm phập vào một thân cây tùng. Dần Lòng toát mồ hôi lạnh, chàng vội tung mình phóng tới, toàn chộp lấy chuôi kiếm. Nhưng khi bàn tay của chàng sắp chạm đến chuôi kiếm, chợt thấy ánh vàng chấp chới, trước mặt một chiếc vòng vàng to lớn lại đánh xuống đỉnh đầu của chàng. Dần Lòng lập tức vội giận thiên cân trụy, hạ chân chổi mạnh vào thân cây, người tung ngược ra sau hơn hai trượng, vừa vặn tránh khỏi chiếc vòng suýt nữa đã chồng vào cổ. Quân Trung Thánh bật cười ha hả, dùng tích kim hoàng lao về phía thành Trích Quyết kiếm cắm trên cây. Dần Lòng vừa kinh hãi lại vừa tức giận, bỗng tay trái vung mạnh, dòng ánh huyết hoàng lập tức bắn ra ba luồng ánh sáng đỏ thành hình tam giác về phía Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh không dám khinh thường, kim hoàng quét ngang, kèn kèn kèn, ba tiếng, ba ngọn tiểu kiếm tự ánh huyết hoàng bắn ra đều bị đánh bay ra xa hàng mấy trượng. Dần Lòng cả kinh, vội vung động hữu chưởng, lập tức hiện ra một dòng xoay đỏ, rồi thì nhanh chóng chuyển thành màu cam, rồi lại trở nên màu vàng. Lúc sắp xuống đỉnh đầu của Quân Trung Thánh thì đã hóa ra màu lục. Quân Trung Thánh vội lùi ra xa, rồi cười to nói: Diêm Vương thất quyển chưởng quá là quyền diệu ha. Dòng xoay hình màu lục chuyển thành màu lam, rồi màu vàng kim tiếp tục ập đến Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh đeo kim hoàng vào tay, song chưởng cùng vung thẳng lên để đón tiếp, lập tức vang lên ầm một tiếng rền rĩ. Dần Lòng Diêm Vương thất quyển chưởng vừa xuất thủ, liền lập tức như cắt rút Trích Quyết kiếm ra khỏi thân cây và tra vào vỏ. Quân Trung Thánh tuy vẫn đứng yên bình an vô sự, nhưng có thể nhận thấy lão ta khi tiếp chưởng cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì. Dần Lòng thần sắc nặng nề rồi lạnh lùng nói: Quân Trung Thánh, lão đã thắng rồi. Quân Trung Thánh cười: Chỉ ngang ngửa nhau chứ chưa phân thắng bại đâu. Dần Lòng mặt trơ lạnh, Trích Quyết kiếm của Dần Mổ đã bị kim hoàng của lão hút bay ra ba ngọn, phi kiếm trồng ánh huyết hoàng cũng đều đánh bạc. Diêm Vương thất quyển chưởng cũng chẳng làm gì được lão, Dần Mổ thừa nhận tài nghệ kém cỏi. Quân Trung Thánh cười: Người thẳng thắng lắm, lão ô lại càng thấy quý mến người hơn nữa. Thành thật mà nói, lão ô tiếp chưởng người cũng rất là miễn cưỡng, vì vậy có thể kể như là ngang ngửa nhau thôi. Dần Lòng gạt giọng: Bất luận thế nào thì lão cũng là một đối thủ mạnh của Dần Mổ, và cũng là người đầu tiên thắng thế Dần Mổ về mặt gió công. Quân Trung Thánh cười vang: Nếu người đã khiêm tốn tự nhận mình thua lão ô như vậy, người có bằng lòng làm chủ nhân của huyết bia đời thứ ba không? Dần Lòng gằn giọng quát: Lão chớ có nằm mơ. Dần Mổ đã quyết rồi, hôm nay giữa hai tay nhất định là phải kẻ còn người mất. Chàng ngân tụ công lực chậm chậm tiến tới. Quân Trung Thánh hai tay xua lìa lịa nói: Khoan đã, đấu nhau như thế này có trăm hại mà không có một cái lợi nào, lão ô không đồng ý. Dần Lòng cười khải: Lão cứ đưa ra cách đấu đi, Dần Mổ sẽ nhận tất, miễn là có thể phân thắng bại. Quân Trung Thánh ung dung cười: Lẽ dĩ nhiên điều ấy rất dễ thôi. Đưa tài chỉ ngôi mộ của Đoan Mộc Hoàng rồi nói tiếp: Hãy xem trên bàn cúng, tiên sư đã chỉ bảo cho lão ô một cách đấu hết sức là hoàn hảo đâu. Dần Lòng chú mắt nhìn, chỉ thấy trên bàn cúng ngoài quả cây vật tế ra chẳng có gì khác. Nhất thời không hiểu Quân Trung Thánh đang muốn nói cái gì. Quân Trung Thánh dứt lời sải bước đi về hướng bàn cúng. Dần Lòng do bởi lòng hiếu kỳ thúc đẩy cũng liền theo sau lưng lão ta. Quân Trung Thánh dừng lại trước bàn cúng, quay lại nhìn Dần Lòng rồi mỉm cười. Dần Lòng vô cùng thắc mắc, lại đưa mắt nhìn lên bàn cúng cũng chẳng phát hiện được gì, bèn cười khải nói: Quân Trung Thánh, lệnh sư đã chỉ bảo cách đấu thế nào hả? Quân Trung Thánh bỗng cười gian: Cách đấu này không cần dùng đến đào kiếm cũng có thể bắt sống người được. Dần Lòng giật nảy mình, xong vẫn ra chiều thản nhiên cười nói: Quân Trung Thánh, lão đừng hòng giở trò quỷ quái với Dần Mổ. Vừa dứt lời đã tung mình lên cao, lui nhanh ra xa.
Song Vân Long vừa cất mình lên thì Quân Trung Thánh đã nhanh khôn tả tung chân đạp nhẹ lên bàn cúng một cái. Vân Long chợt thấy hai pho tượng đá phát ra tiếng hú ghê rợn, cùng lúc lao bổ vào chàng, tốc độ đôi bên nhanh như tên bắn. Nếu va chạm vào nhau ắt sẽ tan xương nát thịt. Trong lúc nguy cấp, Vân Long vội dùng song chưởng dồn hết toàn lực ra đánh vào hai pho tượng đá kia. Đùng một tiếng rền rỉ, hai pho tượng đá liền lập tức vỡ nát. Song sức phản chấn đã đẩy Vân Long bật lùi ra sau ngoài một trượng. Vân Long xoay nhanh ý nghĩ ở trong đầu, hai chân vừa chạm đất lập tức lại tung mình giọt lên lui về một phía khác. Bởi chàng hiểu rõ trong khu mộ địa này có bố trí bẫy rập hết sức là ghê gớm. Quân Trung Thánh dụ chàng đến gần bàn cúng chính là định đưa chàng vào bẫy. Thế nhưng chàng bỗng cảm thấy hai chân hụt hẳn, thì ra nơi chàng hạ chân đã lún xuống từ bao giờ. Lúc này công lực của chàng vận tụ đã tản mát, người đang lơ lửng không thể nào tụ công lực lại được nữa. Trong cơn bàng hoàng, chỉ nghe Quân Trung Thánh buông tiếng cười vang dội, rồi thì bốn bề tối mịt, người đã rơi xuống cạm bẫy. May mà hầm bẫy không sâu lắm, chỉ chừng hai trượng. Vân Long hai chân vừa chạm đất lập tức lại toan dọt người lên, bởi với độ sâu hai trượng chàng chẳng xem vào đâu cả. Song Quân Trung Thánh là người tinh ranh đến giường nào, lẽ nào lão lại không đề phòng điều ấy. Ngay khi Vân Long chân vừa chạm đất thì đã nghe ì ầm vang lên, miệng hầm lập tức bị đẩy kín. Thế là Vân Long đã bị rơi vào trong bóng tối mịt mùng. Lát sau trên vách vang lên tiếng động khẽ, rồi thì một cái lỗ to như miệng bát mở ra. Vân Long ngạo nghễ đứng yên, qua lỗ hổng có thể trông thấy bộ mặt mỉm cười của Quân Trung Thánh, nụ cười vẫn hết sức hiền từ. Vân Long cười mỉa mai: "Quân Trung Thánh, lão quá không hổ là chủ nhân quyết bìa khống chế toàn bộ võ lâm giang hồ." Quân Trung Thánh thản nhiên cười: "Ngươi thật tình ngợi khen hay chế nhạo lão ô vậy hả?" Vân Long nghiến rằng: "Bất luận về thủ đoạn đê hèn hay hành vi xảo quyệt, lão đều xứng đáng là đệ nhất thiên hạ đó." Quân Trung Thánh chẳng chút tức giận, y nói: "Lão ô đã nói rồi, vì mục đích chẳng từ một thủ đoạn, đó là chủ trương nhất quán của lão ô đó." Vân Long quát to: "Bậc trượng phu có thể tán mạng chứ không thể mất chí. Lão quả đúng là vọng tưởng trèo cây bắt cá. Nếu lão còn chút cốt khí của người đàn ông thì hãy cùng dân mẫu quyết đấu một phen sinh tử đi." Quân Trung Thánh thản nhiên lắc đầu mỉm cười: "Sự hàm dưỡng của lão phù rất vững, dù ngươi mắng chửi đến thế nào thì cũng đừng hòng đem lão ô nổi giận được. Ngươi chẳng qua chỉ là cái dũng quyết khí thôi." Lão cười hăng hắc một hồi rồi bỗng lại nói tiếp: "Lão ô có nghị lực rất là vững chắc, khi đã quyết định làm điều gì là quyết phải làm cho bằng được." Vân Long gằn giọng: "Nhưng lão chỉ là vọng tưởng." Quân Trung Thánh cười to: "Cứ cho là lão ô vọng tưởng đi, nhưng biết đâu lại có thể trở thành sự thật. Vân Long, bắt đầu ngay từ bây giờ, lão ô phải huấn luyện ngươi là chủ nhân của quyết bia đời thứ ba đó." Lão mỉm cười đầy tự tin và nói tiếp: "Nhưng trước hết lão ô phải mài dũa tính nóng nảy của người. Việc ấy rất là khó khăn, nhưng cần thiết phải hoàn thành trước. Giang Thạch Động chính là nơi tốt nhất. Cho đến khi tính nóng của người hoàn toàn bị tiêu tan thì mới có thể rời khỏi đây." Vân Long tức giận quát: "Người chớ có nằm mơ." Quân Trung Thánh nghiêm túc: "Thời gian sẽ thay đổi tất cả. Một hôm, hai hôm, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, hoặc 10 năm, 20 năm, nhất đến một ngày nào đó, tính nóng của ngươi sẽ hoàn toàn không còn nữa. Lão ô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Ngoài ra, hằng ngày sẽ có người mang thức ăn đến cho ngươi. Rất có thể những ngày đầu ngươi sẽ không ăn gì căm tức, nhưng tối đa người cũng chỉ có thể chịu đựng chừng một tháng. Một khi con người đã đói khát đến cực độ, không ai có thể cầm lòng được sự cám dỗ của thức ăn đâu." Vân Long đành lặng thinh và trong lòng thầm toan tính. Quân Trung Thánh cười hề hề rồi nói tiếp:
Có thể người cho là gian thạch thất ấy không giam hãm được người, bằng vào Diêm Vương thất quyển trưởng trích quyết kiếm và công lực đến 100 năm, người rất dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm. Thế nhưng tốt hơn hết, người hãy dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi, bởi lẽ lão ồ chẳng thể không nghĩ đến điều này. Dân Long triểu lòng hậm hực nói, lão có quỷ kế gì nữa đây? Quân Trung Thánh cười, không phải quỷ kế mà là biện pháp đề phòng ngươi đào thoát. Trong thạch thất trên 4 góc đều có một lỗ nhỏ, mỗi lỗ cứ cách đến 4 giờ là bốc khói sành. Thứ khói ấy tuy không độc nhưng có tác dụng làm cho ngươi không thể tề tụ được công lực, trở thành một người hoàn toàn không biết gió công. Công dụng của nó có thể kéo dài 6 canh giờ, mỗi giờ tốt ra 1 lần thì bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dân Long lặng người, bèn vẫn nổi công điều tức. Quả đúng như lời của Dân Trung Thánh nói, chàng không tài nào tề tụ được công lực của mình nữa. Quân Trung Thánh tỏ vẻ khoái trá, rồi chậm rãi nói tiếp. Ngươi cũng đừng nên có ý nghĩ bịt kín những cái lỗ ấy, bởi đó là những lỗ thông hơi duy nhất cho ngươi. Nếu ngươi không muốn bị chết ngạt, tốt hơn hết là nên để nguyên như vậy. Dân Long vô cùng căm tức, song trước hoàn cảnh này, chàng cũng vô kế khả thi, đành trơ mắt nhìn Quân Trung Thánh ung dung bỏ đi. Cái lỗ nhỏ trên đầu đã đóng lại, thế là chàng đã chìm trong bóng tối vô biên. Chàng khẽ buông tiếng thở dài ngồi bệt xuống đất, nền hầm được lót bằng đá bằng phẳng. Bốn mặt đều là vách đá cứng dày, không hề có một cửa ngách nào cả. Chàng tức tối đến cơ hồ phát điên lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Quân Trung Thánh, băm dầm lão ta ra thành 100.000 mảnh. Nhưng giờ đây chàng chỉ đành bó gối khoanh tay trong gian thạch thất kín bưng này. Bao sự việc, bao con người lần lượt hiện qua trong đầu óc của chàng, khiến chàng lòng đau như cắt. Kiếp nạn hồi 100 năm trước của Kim Bích Cung, vụ quyết án 3 đời của gia đình chàng trước chính nghĩa nhai. Sở Mộng Bình, Nhạc Phụng Linh, Trịnh Ngọc Mai, Kim Thủ Ngọc Nữ, trọng nhiệm ở trên vai mối quyết thù diệt môn sẽ kết thúc theo sự ngộ nạn của chàng. Chốn võ lâm giang hồ sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự khống chế của chủ nhân quyết bia, dời lớp áo chính nghĩa giả tạo. Chàng bắt đầu nặn óc tìm cách thoát khỏi nơi này. Câu nói vì mục đích không từ thủ đoạn của Quân Trung Thánh đã gợi lên hướng suy nghĩ cho chàng. Thế nhưng dẫu chàng không từ mọi thủ đoạn, thì ở trong cái thạch động này biết làm thế nào đấy? Chàng bất giác nhếch môi cười chua chát, lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Song chàng vẫn chưa tuyệt vọng. Việc Quân Trung Thánh đã quyết chọn chàng làm chủ nhân của quyết bia đời thứ 3 thật là đáng nực cười. Nhưng nhờ đó đã gia tăng sinh cơ cho chàng, chỉ cần giữ được rừng xanh thì không lo gì thiếu củi đốt. Vậy cũng là may mắn lắm rồi. Nếu áp dụng biện pháp không từ mọi thủ đoạn, chàng có thể giở trò bất chấp nhận điều kiện của Quân Trung Thánh, bằng lòng làm chủ nhân của quyết bia đời thứ 3. Nhưng Quân Trung Thánh gian xảo thế kia, chàng có thể gây được niềm tin cho hắn chăng? Chàng không màng đến tình huống thật sự trong thạch động, cũng chẳng thèm xem xét 4 cái lỗ bốc khói kia. Bởi chàng biết với sự bố trí của Quân Trung Thánh, thạch động này chắc chắn là phải kiên cố như tường đồng vách sắt. Huống hồ lúc này chàng đã trở thành một người hoàn toàn mất hết võ công. Trong thạch động không hề có một tia ánh sáng, tối đến độ đưa bàn tay ra cũng không thấy 5 ngón. May nhờ chàng căn cơ thâm hậu, thị lực rất mạnh, cũng còn tạm trông thấy được lờ mờ. Gian thạch động này rộng chừng 2 trượng vuông, không hề có một vật dụng nào, chỉ có thể ngủ ở trên đất. Có lẽ đương nhiên chàng cũng không sao biết được là đêm hay là ngày. Thời gian chậm chậm trôi qua trong khắc khoải. Dân Long chẳng rõ là đã trải qua bao lâu thời gian. Cái lỗ nhỏ nơi Quân Trung Thánh đã xuất hiện lại vang lên tiếng khẽ, lập tức ánh sáng tràn vào. Dân Long hết sức kinh ngạc, bởi người xuất hiện không phải là Quân Trung Thánh mà là một thiếu nữ áo đỏ rất xinh đẹp. Lập tức chàng nhớ ra nàng chính là Quân Mộ Hoa mà chàng đã gặp và hỏi đường đến núi Tô Lai. Bên ngoài rất sáng sủa, nhưng cái lỗ chỉ cỡ nắm tay. Dân Long không biết nàng có trông thấy mình không, bèn cất tiếng nói.
cô nương còn nhớ tại hạ không? Quân Mộ Hoa cười ngọt ngào. Nhớ chứ, chẳng phải Long đại hiệp đó sao? Vân Long thoáng cảm thấy hổ thẹn. Tại hạ tên thật là Vân Long, bởi bất đắc dĩ mới phải nói dối cô nương là Long Vân. Mộ Hoa lại nhếch miệng cười ngọt ngào. Không hề gì, ta chẳng bận tâm đâu. Vân Long tiến sát cửa động, định cố gắng nhìn cho rõ tình hình ở bên ngoài. Nhưng vách đá dài đến ba thước, nhìn qua chỉ trông thấy được nửa người của Quân Mộ Hoa. Quân Mộ Hoa bỗng khom người xuống, xách lên một cái giỏ tre cười nói. Ta mang thức ăn đến cho Vân công tử đây. Đoạn từ trong giỏ lấy ra một cái bánh bao đưa vào, cười và nói tiếp. Chính tay ta làm tất cả đó. Vân Long thoáng do dự, đoạn đưa tay đón lấy. Quân Mộ Hoa cười khúc khích. Xem ra tổ gia gia của ta suy đoán sai lầm rồi. Vân Long thầm nghiến răng, nhưng cố gắng tỏ vẻ ra ngoài mặt hững hờ rồi nói. Sai lầm gì chứ? Quân Mộ Hoa cười. Tổ gia gia của ta bảo rằng có lẽ trong vòng 10 hôm công tử sẽ chẳng ăn gì cả. Vậy chẳng phải là sai lầm sao? Vân Long cười, nhét cái bánh bao vào tay, rồi thức ăn lục tục đưa vào. Ngoài ra những cái bánh bao ngon tuyệt, còn có cả đùi gà, thịt viên, cá chân, một ấm rượu đỏ rất nhỏ và mười mấy quả trái cây. Vân Long đón nhận hết, chàng cười rồi nói, đa tạ cô nương. Quân Mộ Hoa tươi cười sung sướng. Công tử hãy thông thả mà ăn, chiều ta lại đến. Nói xong nàng xách chiếc giỏ rồi quay người toan bỏ đi. Vân Long bỗng trầm giọng gọi, cô nương. Quân Mộ Hoa chững bước quay lại rồi hỏi, có gì nữa không? Vân Long thoáng ngẫm nghĩ, khi nào thì tại hạ mới gặp được Quân Trung Thánh vậy? Quân Mộ Hoa thoáng cao đôi mày liễu. Điều này ta không thể trả lời công tử được. Có lẽ khi nào lão nhân gia muốn thì công tử mới gặp được. Vân Long trầm ngâm. Cô nương không nhắn giúp được sao? Quân Mộ Hoa cười ngọt ngào nói, được chứ. Ta lập tức đi báo với lão nhân gia bảo công tử muốn gặp. Đoạn liền quay người tha thước bước đi. Và cái lỗ hổng cũng lập tức đóng sầm lại. Vân Long đứng thừ người ra hồi lâu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng theo thói quen. Đoạn chàng chậm chậm ngồi xổm xuống trước đống thức ăn, mặc dù chàng chẳng chút thèm muốn, song vẫn cố gắng ăn, chẳng mấy chốc đã ngốn hết sạch. Một là chàng phải ăn để giữ gìn sức khỏe, hai là để báo thù Quân Trung Thánh, bởi đã có dự đoán là trong một thời gian ngắn chàng sẽ không ăn uống, vì phẫn hận chàng phải ăn cho lão ta thấy. Ăn xong, Vân Long no nê bèn đi tới đi lui trong huyệt động để giết thời gian. Đồng thời chàng thử vận công điều tức hết lần này đến lần khác. Xong lần nào cũng thất vọng ê chề. Huyệt mạch khắp người chàng như có vật gì bích cản, không sao tề tụ được công lực. Chừng 4 canh giờ sau, lỗ hổng lại được mở ra. Người xuất hiện vẫn là Quân Mộ Hoa, lại mang đến cho chàng một bữa ăn thịnh soạn. Vân Long vừa lần lượt đón lấy những thức ăn đưa vào, vừa hỏi, cô nương đã nhắn giúp cho tại hạ chưa vậy? Quân Mộ Hoa nhếch miệng cười nói, đã nhận lời và phải làm tròn rồi. Vân Long cố nén lửa giận, vậy Quân Trung Thánh đã trả lời thế nào? Bao giờ thì lão ta đến đây? Quân Mộ Hoa lắc đầu cười, việc đó thì ta không có biết. Ta chỉ nhắn lời của công tử cho tổ gia chứ không nhận được câu trả lời. Nhưng có lẽ lão nhân gia không đến đây trong thời gian ngắn đâu. Vân Long cuống lên nói, vậy bao giờ thì lão ta mới đến? Quân Mộ Hoa cười, ít nhất cũng phải sau một tháng. Vân Long thầm nghiến răng. Quân Mộ Hoa lại ném cho chàng một nụ cười ngọt lịm, đoạn quay người bỏ đi. Chàng vừa muốn phát tiết niềm căm hận ở trong lòng, lại ngốn sạch hết thức ăn vừa mang đến. Và cứ thế 10 ngày trôi qua. Hôm ấy Quân Mộ Hoa như thường lệ lại mang bữa ăn đến. Vân Long nhận xong thức ăn rồi trầm giọng nói, cô nương khoan đi đã. Quân Mộ Hoa ung dung cười, có việc gì vậy? Vân Long hậm hực, cô nương hàng ngày đều gặp nội tổ gia chứ? Quân Mộ Hoa ngớ người ra bởi thần thái của Vân Long, đoạn liền gật đầu nói, dĩ nhiên rồi. Vân Long gằn giọng, cô nương cũng biết rõ thân phận của lão ta có phải không? Quân Mộ Hoa cười nói, tổ gia gia là chủ nhân huyết bia đời thứ hai, còn công tử là đời thứ...
Nàng chưa dứt lời thì Vân Long bỗng tức giận ném cái đùi gà trong tay ra rồi hét to: "Im ngay!" Quân Mộ Hoa xỉu mặt lại: "Tôi đã đắc tội gì với công tử sao?" Vân Long hằn học: "Cô nương không có đắc tội với Vân Mộ, nhưng cô nương đã làm cho Vân Mộ tức giận." Quân Mộ Hoa cười giả lạ: "Công tử là chủ nhân quyết bia tương lai, chỉ cần công tử cho biết tôi đã làm điều gì khiến công tử tức giận, tôi sẽ sửa đổi ngay, không làm cho công tử tức giận nữa." Vân Long nói: "Chỉ cần cô nương tìm cách cứu Vân Mộ ra khỏi đây thì ta sẽ mãi mãi cảm kích cô nương. Cô nương là người thông minh, cô nương không phải là hậu vệ đích truyền của Quân Trung Thánh, mà chỉ là một người con gái mồ côi. Cô nương nên biết phân biệt rõ sự thiện ác. Chủ nhân Quyết Bia là một kẻ đã gieo rắc biết bao tai họa cho Võ Lâm Giang Hồ." Quân Mộ Hoa hai tay xua lia lịa rồi nói: "Ông tử đừng nói nữa. Tổ gia gia của tôi đã có dạy, hiện nay đang là lúc mài luyện tính nóng của công tử. Giam công tử trong thạch động, nhất định công tử phải tức giận, sẽ nói xấu chủ nhân Quyết Bia. Nhưng đến khi nào công tử hoàn toàn tiêu tan tính nóng nảy thì sẽ khác đi." Nàng đảo tròn mắt rồi nói tiếp: "Nếu không nhờ sự thống trị chính nghĩa của chủ nhân Quyết Bia, trong chốn Võ Lâm Giang Hồ chẳng rõ còn hỗn loạn đến mức độ nào nữa." Vân Long dậm chân nói: "Ả nhà đầu này thật là trúng độc quá nặng rồi." Quân Mộ Hoa vẫn thản nhiên cười nói: "Hê, tôi không có trách công tử, bởi bây giờ công tử hãy còn quá nóng giận. Còn việc gì nữa không vậy hả công tử?" Vân Long rít qua kẻ rằng: "Cô biến đi." Quân Mộ Hoa cười khúc khích rồi quay mình tha thước bỏ đi. Vân Long đã hầu như tuyệt vọng, chàng chán chường ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách thoát thân. Thời gian cứ thế mà trôi qua, Vân Long đã trở thành một tên tù phạm thật sự. Chàng đã từng mấy phen toan tự tận, song cũng vẫn kềm lòng lại được. Rồi thì một tháng dài qua đi. Hằng ngày Quân Mộ Hoa đều mang đến cho chàng hai bữa ăn ngon, nhưng chưa hề gặp Quân Trung Thánh cũng như bất kỳ ai khác. Niềm hy vọng duy nhất của chàng là một ngày nào đó Quân Trung Thánh lại xuất hiện nơi lỗ hổng, chàng sẽ phải giả vờ đồng ý chấp nhận điều kiện của lão ta cầu mai xem sao. Nhưng Quân Trung Thánh bao giờ mới đến? Chả lẽ chàng phải chờ đến 1-2 năm, hoặc thậm chí 10 năm 20 năm sau? Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng ầm ầm, đó là tiếng động chưa từng nghe trong suốt tháng qua. Vân Long chấn động tâm thần, lập tức ngước lên nhìn. Theo tiếng động ì ầm, phiến đá trên đầu đã mở dần ra, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào. Vân Long cảm thấy hai mắt đào nhói, hồi lâu mới mở ra được. Song chàng chẳng chút chần chừ, lập tức tung mình phóng lên, bởi chàng biết nắp hầm đã được mở ra rồi. Thế nhưng chàng đã quên mất một điều: hiện nay chàng đã mất hết công lực. Độ cao hơn 2 trượng này đối với chàng giờ đây khác nào là một vực sâu vạn trượng. Chàng thích nghi dần với ánh sáng bên ngoài, định thần nhìn kỹ trên miệng hầm xuất hiện một gương mặt thật là ngọt ngào, chính là Quân Mộ Hoa. Quét mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của Quân Trung Thánh đâu cả. Chàng chẳng rõ đây là mưu kế gì nữa, bèn cố nén niềm kích động ở trong lòng, bật ra tiếng cười sắc lạnh. Quân Mộ Hoa vội ném xuống một cái sợi dây dài rồi lớn tiếng nói: "Nhanh lên, ta kéo công tử lên." Vân Long tuy trong lòng đầy vẻ nghi hoặc, nhưng lên khỏi gian thạch thất này là điều quan trọng hơn cả. Chàng chẳng chút đắn đo, vội nắm chặt lấy đầu dây. Quân Mộ Hoa liền kéo dây lên một cách thành thạo. Vân Long lên đến miệng hầm, thở ra một hơi dài, chàng cười khải nói: "Đây cũng là kế hoạch của tổ gia gia cô có phải không?" Quân Mộ Hoa cười khẽ: "Lão nhân gia đã đi Nam Cương rồi, nhanh lắm cũng phải 1 tuần nữa mới quay về." Vân Long bán tính bán nghi: "Vậy đây là ý định của cô nương ư?" Quân Mộ Hoa gật đầu: "Ta thấy công tử bị giam dưới hầm tội nghiệp quá, nên mới thả công tử ra hoạt động một lát cho khỏe." Trong khi nói thì Quân Mộ Hoa xoay nhẹ chiếc lư hương ở trên bàn cũng 1 vòng, lại nghe tiếng ị ầm vang lên, phiến đá lại đóng chặt như trước. Vân Long thầm nhủ: "Ả nhà đầu này nếu không phải có mưu đồ gì khác thì hẳn là một người điên khùng, bằng không sao lại bỗng dưng thả mình ra như thế này." Nhưng chàng lại nghĩ: "Nàng ta là người trọng dụng của Quân Trung Thánh, nếu điên khùng thì Quân Trung Thánh làm sao mà trọng dụng nàng được?" Vân Long không khỏi đầy vẻ hồ nghi. Quân Mộ Hoa cười bí ẩn nói:
Khu mộ địa này tuy yên lặng nhưng chưa tuyệt đối an toàn đâu. Ta hãy đến bên bờ hồ kia đi. Dân Long có sự toan tính riêng, cố nén bao nghi vấn ở trong lòng. Chàng phải kéo dài thời gian, chỉ cần hít thở không khí bên ngoài chừng một hai canh giờ là sẽ có thể khôi phục lại công lực hoàn toàn. Miễn là trong khoảng thời gian ấy Quân Mộ Hoa không có hành động bất lợi đối với chàng thì kể như thoát khỏi trận tai ương này. Quân Mộ Hoa nói xong liền rảo bước đi trước. Dần Long chẳng chút do dự, nói gót theo sau nàng ấy. Vòng qua một ngọn núi nhỏ, cảnh tượng trước mắt liền rộng thênh thang. Quả nhiên là đến một bờ hồ nước trong xanh. Dần Long phóng mắt nhìn quanh, nhưng thấy trong hồ đầy lá sen bồng bềnh. Bên bờ có một con thuyền nhỏ, chính là nơi chàng đã lạc đến khi mới đặt chân đến núi Tô Lai. Dần Long bất giác nghe lòng đầy cảm khái. Trong một tháng qua trên chốn giang hồ chẳng rõ đã biến đổi đến dường nào. Tiễn Ngọc Mai và mọi người thành lập chính nghĩa môn tại Thanh Dương Lĩnh đã ra sao rồi? Và con linh mã Hồng Ảnh ở dưới chân núi Tô Lai bỗng nghe Quân Mộ Hoa cao giọng nói. Nước hồ trong lặng quá, mau đến soi mặt mình xem sao. Dân Long một mặt giận công điều tức, một mặt y lời của nàng cất bước đi về phía bờ hồ. Một bóng dáng thất thiểu với bộ mặt dơ bẩn lập tức hiện ra trên nước. Một tháng dài quả là hành hạ chàng đến độ không còn ra dáng con người nữa. Bộ y phục trắng giờ đây đã dơ bẩn, mặt lem luốc hệt như là một gã ăn mày. Dân Long bất giác đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng. Quân Mộ Hoa cười khúc khích nói. Có thấy mỏm đá kia không? Hãy qua phía đó mà tắm rửa, ném hết áo quần ra đây tôi giặt cho. Phía bên trái quả là một mỏm đá to, từ bên này không thể thấy được cảnh ở bên kia. Dân Long gật đầu lia lịa vội vàng đi vòng qua phía bên kia mỏm đá ấy. Nước hồ trong mát lạ thường, Dân Long mặc nguyên quần áo nhảy tởm xuống nước. Những nghe Mộ Hoa lớn tiếng nói, ném quần áo bẩn sang đây mau lên. Dân Long ngượng ngùng nói, không dám làm phiền cô nương đâu, tại hạ tự giặt lấy được rồi. Quân Mộ Hoa phật ý nói, biện pháp thông minh nhất là công tử nên làm theo ý của tôi. Dân Long giật mình, thoáng ngẫm nghĩ, đoạn ngâm hết cả người dưới nước, cởi hết quần áo nói, Dân Mộ đành phải làm phiền cô nương vậy. Quân Mộ Hoa cười cởi mở nói, ném sang đây đi. Dân Long đành phải y lời ném hết quần áo sang. Rồi chàng nghe thấy có tiếng giặt áo của Quân Mộ Hoa. Chàng chỉ lẳng lặng ngâm mình dưới nước tắm rửa. Lát sau Quân Mộ Hoa đã giặt xong áo quần và để trên mỏm đá phơi nắng. Lúc này đang giữa giờ trưa, ánh nắng gai gắt, không đầy nửa giờ áo quần đã khô hết. Dân Long tuy đắm mình ở dưới nước, song vẫn không ngưng chuyện giận công. Mong sớm khôi phục công lực thì mới an toàn. Thế nhưng gần một canh giờ trôi qua, công lực của chàng vẫn không sao tề tụ được. Chàng đang nóng ruột bỗng nghe Quân Mộ Hoa nói, này công tử còn tắm chưa xong sao? Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 27, tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 28 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.